có bao nhiêu người tin rằng họ đang yêu? Đau thiệt đó. Có bao nhiêu người tin rằng họ sẽ cưới nhau? Nếu như không có em trên đời này thì anh sẽ ra sao? Nếu không có anh ở trên đời, em cũng không biết sẽ ra sao. Và nếu điều đó không xảy ra, nó là em gái ruột của con đó. Đã 14 năm trôi qua, từ cảm hứng của bộ phim kinh điển Hàn Quốc Trái Tim Mùa Thu, từ nay về sau em không còn là em gái của anh. Đón xem phiên bản truyền hình Thái Lan Tìm Nhau Giữa Mùa Thu lúc 11 giờ hàng ngày trên Today TV.